Kính chào khán giả, chúc khán giả một buổi chiều thật là vui vẻ. Hôm nay mình có mặt ở bờ kè của dòng sông Mekong và dòng sông Tiền, mình quay xà lan tàu ghe cho khán giả anh chị và các bạn mình cùng xem cho vui nha. Đây là chiếc xà lan hơi lạ. Tới đây có chiếc ghe chở lúa chạy kín mít luôn nha khán giả. Chiếc ghe này chở lúa từ ở dòng sông Tiền chạy về gặp chị Hôn, chạy về dòng sông thì dòng sông Cà, dòng sông Cà Gạo nha khán giả. Rất là vui, rất nhiều ra nghe là rất là vui luôn. Về dòng sông Trà Chợ Gạo, dòng ngang dòng sông Chợ Gạo luôn khán giả, rất là vui luôn. Trục bình nổi lên trên với mặt sông rất là đẹp, rất là hồn nhiên như khán giả. Đây cái xà lan chạy đi ngang dòng sông Dầm Thị Hôn về dòng sông Mê Công khán giả. Xà lan này đi lấy hàng. Có lục bình dòng sông rồi, có lục bình nữa khán giả. Không có đứng dòng mình nhìn dòng sông thôi rồi bao ký niệm lần chiều, nhìn dòng sông ôi rồi bao ký niệm. Đây có chiếc ghe bán dàm bán hàng rong á, chạy thật nhanh khán giả. Ôi chiều thật là vui luôn, mình quay xà lan chạy trên dòng sông trời mát ha. Ở đây có kiều, có còn kiều yến, người ta nuôi yến kiều khán giả. Xà lan chạy về dòng sông Mê Công, chiếc xe ghe nhỏ này chạy về dòng sông Mê Công khán giả. Quá này chạy về sông dòng sông Tiền. Xin lỗi nha khán giả, mình đang cái chiếc xà lan là chạy về dòng sông Tiền mà mình nó lộn, là chiếc xà lan này chạy về dòng sông Mê Công. Chạy thật là nhanh luôn, nó lộn
có chiếc ghe sắt chở đá nha khán giả, chở đá chạy từ dòng Kỳ Hôn, chạy ngang dòng Kỳ Hôn chạy về dòng sông Mê Công khán giả. Sông này thật là vui luôn, nhìn dòng sông rộng, có một dòng sông trải dài trong trí nhớ, là anh bên lỡ là em ở bên bờ. Đây có chiếc xà lan chạy thiệt nhanh này khán giả, xà lan đi lấy hàng, không có chở hàng cho nên chạy thật là nhanh luôn, chạy từ dòng chạy đường sông dòng Kỳ Hôn chạy về dòng sông Mê Công nha khán giả. Xà lan này của Bến Tre, đây có chiếc xà lan chở gì mà trắng, mình không biết chở gì, nó chạy thật nhanh luôn, thật nhanh, chạy từ dòng sông Mê Công chạy về ngang sông về dàm sông dàm Kỳ Hôn khán giả. Dàm Kỳ Hôn chạy về dòng sông Cà, chở thằng thùng gì vậy khán giả, đang chở hàng thùng quá trời luôn, cái thùng gì này chở gì mình không biết, chở hàng thùng cái gì đó. Rất là có nhiều lục bình, rất là đẹp nha khán giả, rất đẹp, lục bình nổi lá chả luôn. Xà lan chạy mấy bên chạy về dòng sông Tiền nha khán giả, xà lan chạy về dòng sông Tiền, rồi xà lan từ dòng sông Tiền chạy về dòng sông Mê Công chạy ngang dòng dàm Kỳ Hôn nha khán giả, về dòng sông Cà, về ngang dòng sông Chợ Gạo luôn. Cảm ơn.